Xin chào mừng cô chú anh chị quay trở lại với Thảo Dung Toyota Tân Cảng. Và buổi chiều hôm nay Dung sẽ cập nhật nhanh đến cô chú anh chị báo giá tổng hợp tất cả những dòng xe đang có tại kho xe cũ chính hãng Toyota Tân Cảng bên Dung nha. Kho xe hiện tại đang có khá là nhiều mẫu xe hot mà khách hàng quan tâm, đặc biệt là các dòng đối thủ Xpander bên Dung đang về hai chiếc cực kỳ đẹp luôn. Xe giao ngay, cô chú anh chị nào quan tâm xe thì đừng bỏ qua video này của Dung nha. Và hiện tại thì bên Dung vẫn đang rất là cần mua nha cô chú anh chị. Xe đã qua sử dụng tất cả các hãng tại thành phố Hồ Chí Minh và tất cả các tỉnh. Đặc biệt là khách hàng đang có xe vay ngân hàng mà ở tỉnh á, mà ngại đi xa nè, ngại thủ tục rắc rối thì đừng ngại inbox cho Dung. Liên hệ Dung sẽ định giá xe cũ miễn phí, được là xuống tận nơi để thu xe cho mình. Và xe đang vay ngân hàng thì bên Dung sẽ tự đi xóa giải chấp luôn. Cô chú anh chị ký tên một lần là nhận đủ tiền, không phải lo rắc rối về sau hoặc là lo vướng bận thủ tục về sau nha. Và bên Dung cũng không có giam tiền của khách hàng, không làm khó một cái gì hết, không chê xe luôn nha cô chú anh chị. Định giá đúng, xuống đúng hiện trạng là bên Dung thu đúng như vậy luôn, không kỳ kèo, không ép giá, không chê xe như các đơn vị còn lái bên ngoài. Mọi thủ tục bên Dung đều sẽ lo hết, chỉ cần cô chú anh chị liên hệ với Dung thì sẽ được hỗ trợ nhanh chóng nhất. Và bên Dung thì chính sách tốt nhất sẽ là chính sách cho khách hàng đổi xe cũ lên đời xe Toyota mới, hoặc xe cũ đời thấp lên đời xe cũ đời cao. Nên nếu mình đang có nhu cầu bán xe đổi xe, hoặc người thân bạn bè mình có, thì nhớ giới thiệu giúp Dung nha, để Dung có thể hỗ trợ mình được nhanh chóng và tận tình nhất. Còn bây giờ xin mời cô chú anh chị cùng Dung xem qua kho xe đang có những mẫu xe nào và giá cả như thế nào nha. Xin mời. Dạ, còn đây là mẫu xe khá tiếng tăm trên thị trường rồi cô chú anh chị, Xpander, và đây là phiên bản Cross. Rất là đẹp luôn, 7 chỗ, giá rẻ, thuộc top đầu phân khúc luôn á cô chú anh chị, bán rất là chạy. Tiếng tăm của Xpander thì cũng phải bàn rồi, cũng là của nhà Mitsubishi của Nhật Bản nên mình cũng hoàn toàn yên tâm về chất lượng ha. Xe này Xpander Cross 2021, màu đen và mới đi có 13.000 cây thôi, 672 triệu, biển thành phố Hồ Chí Minh luôn. Cô chú anh chị nào mà ở thành phố thì lấy xe này mình tiết kiệm được 20 triệu tiền biển số nè, vừa có xe giao ngay. Dòng này màu đen này đi gia đình thì cũng ngon lành luôn đó, 7 chỗ, số tự động nữa. Cross thì nó sẽ có những cái điểm nhấn riêng để mà mấy cái điểm nhấn theo xe nè, phay xe này trang bị phụ kiện ở đầy đủ nữa thì quá tuyệt vời rồi. Cô chú anh chị khỏi phải đặt chờ lâu, nhìn xa form dáng rất là đẹp nha cô chú anh chị. Xpander Cross 2021 như là xe lướt vậy đó. Thì xe này là khách hàng để lại cho bên Dung theo chương trình đổi xe, khách đổi qua một chiếc không có muốn đi xe lớn nữa, bây giờ đổi qua xe nhỏ trải nghiệm Atit, vừa mới đổi xe bên Dung hôm qua, cho nên là giá cực kỳ tốt luôn, mà bên Dung hỗ trợ tất tần tật mọi thủ tục. Nên cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bán xe đổi xe thì liên hệ để Dung hỗ trợ mình được tốt nhất nha. Xpander thì bên Dung cũng còn một chiếc bản thường 2019 số tự động màu trắng đi 37.000 cây và giá đang chào là 592 triệu, cũng biển thành phố Hồ Chí Minh luôn nha. Đó, xe đối thủ bên Dung cũng có và có thu xe đối thủ luôn, giá cũng cực kỳ cạnh tranh, nên cô chú anh chị quan tâm thì nhớ liên hệ giúp Dung nghe. Dạ, còn đây là chiếc Fortuner máy dầu số sàn. Xe này thì 2019 bên Dung mới vừa thu về, đang trong quá trình kiểm tra 176 hạng mục. Xe này thì đi 54.000 cây, biển số tỉnh, giá đang chào là 988 triệu nha cô chú anh chị. Đây là đỉnh cao trong làng chạy dịch vụ rồi, vừa bền vừa tiết kiệm, chi phí nuôi xe lại thấp, trang bị phụ kiện đầy đủ hết rồi. Bên trong có ghế da đầu DVD luôn cô chú anh chị. Buổi chiều thì dịch vụ đã lock cửa lại rồi nên không có mở ra hết được ha. Nhưng quay sơ sơ bên ngoài để cô chú anh chị xem. 64 biển đỉnh Long Vĩnh Long thì xe này bên Dung cũng xuống tận nơi để thu nè. Nên cô chú anh chị nào có xe mà ở tỉnh mà muốn bán mà ngại đi xa thì liên hệ Dung xuống tận nơi thu xe cho mình cho tiện nha, đỡ mất thời gian đi lại, là được bán xe giá tốt nhanh gọn nữa. Giao dịch với chính hãng thì mình yên tâm. 988 triệu Fortuner máy dầu số sàn 2019 nha cô chú anh chị. Dạ, còn đây là chiếc Innova G 2021 và form đăng ký 2022 cô chú anh chị, Dung xin lỗi, 2021 đăng ký tháng đầu năm 2022 đó, rất là đẹp luôn. Xe này trang bị phụ kiện hầu như là full như mới luôn rồi đó, vừa có xe giao ngay vừa tiết kiệm được đâu đó khoảng 100 triệu so với xe mới, form mới luôn. Xe này thì mới đi có 2021 đi 15.000 cây, 862 triệu nha cô chú anh chị, chính hãng Toyota Tân Cảng. Thì buổi chiều dịch vụ họ khóa cửa lại hết rồi nên Dung không có quay kịp chi tiết được, thì chỉ quay báo giá sơ lược qua để cô chú anh chị xem qua sơ sơ nha. Đó, để ví dụ mình ưng ý thì liên hệ để Dung gửi thông tin chi tiết qua nha, cô chú anh chị thông cảm giúp Dung nha.
Innova G số tự động 2021, đăng ký 2022, trang bị full phụ kiện đẹp như xe mới, tiết kiệm khoảng 100 triệu á. Biển số tỉnh 15.000 cây thôi, 862 triệu nha. Dạ, còn đây là chiếc Toyota Prius màu đỏ mận 2020. Xe này thì đi được 73.000 cây và giá chỉ có 640 triệu là cô chú anh chị có một mẫu 7 chỗ số tự động giá rẻ nha. Nhập Indo luôn, dẫn động cầu sao đi cực kỳ khỏe. Những dòng Prius này thì chuyên cho khách hàng chạy dịch vụ của cô chú anh chị. Hoặc là nếu mình có gia đình mà thích một chiếc rộng rộng nè, gầm cao, giá là hợp lý, thì đây là mẫu xe rất đáng để mình cân nhắc nha. 73.000 cây và chỉ có 640 triệu thôi, sẵn biển thành phố Hồ Chí Minh luôn. Xe giao ngay khỏi chờ đợi ha. Bên ngoài thì cũng thấy có dán phim nè. Thì xe này mới về đang trong quá trình kiểm tra làm đẹp nên nó chưa có được mướt lắm nha. Nên là bây giờ bị lóc cửa không có quay chi tiết ở trong được, chỉ quay sơ lược bên ngoài và giá cả thôi. Nếu cô chú anh chị quan tâm thì gọi để Dung gửi thông gửi hình chi tiết qua cho mình nha. Rút 2020 nha. Dạ, còn đây là chiếc Atit 2014 bản 1.8G. Xe màu nâu đồng rất là lạ nha cô chú anh chị. Biển thành phố Hồ Chí Minh, 45.000 cây, 535 triệu thôi là mình sẽ có một chiếc sedan rộng rãi nè. Động cơ 1.8 lanh lợi ha, vừa bền vừa tiết kiệm nữa. Mà động cơ 1.8 của Atit đi rất là sướng nha. Đó, Atit là dòng định hướng thiết kế là trẻ trung năng động hơn Camry, mà nó vẫn rất là có cái nét rất là sang, nhìn dáng xe đẹp len keng luôn á cô chú anh chị, quá là đẹp đi. Đó, biển thành phố Hồ Chí Minh bản 1.8G là bản cao ha, màu nâu đồng, màu cũng khá là hay, cực kỳ hợp cho cô chú anh chị nào mạng thổ giống Dung. Mạng thổ lái chiếc này đi là quá êm luôn. Đó, một vòng bên ngoài để mình xem form dáng xe ha. Với lại giá cả thì 535 triệu thôi nha cô chú anh chị, giá quá hời cho một chiếc xe đẹp như thế này nha. Quan tâm thì gọi cho Dung để Dung gửi thông tin chi tiết cho mình nha. Chà, còn đây là mẫu Camry 2.0e 2018 và đi mới 36.000 cây thôi cô chú anh chị. Xe hoàn tất Maruguri và đã được trưng bày bên trong showroom. Xe đã qua sử dụng của bên Dung nha. 2018 form dáng của chú anh chị xem quá là đẹp luôn nè. Xe màu trắng ha, nhìn sang xịn lắm. Maru xong rồi đẹp như xe mới ha. 36.000 cây thôi. Đó. Mình đi một vòng quanh thân xe để cô chú anh chị xem ha. Đó. Nếu có hơi tối thì cô chú anh chị thông cảm nha, do bây giờ đang buổi chiều rồi. À, phun xăng trực tiếp nè, rồi cảm biến, camera lùi, nói chung là trang bị nó đầy đủ hết rồi. Đó, xe bên thì chính hãng bên Dung đã bảo dưỡng xong, cam kết bằng văn bản là không đâm đụng, không ngập nước. Đó, mình lấy về là chỉ đi thôi, không có tốn chi phí dọn xe gì thêm nha. Đó, ghế da màu kem, sang xịn lắm. Làm bảo dưỡng rồi lại rồi, đẹp như mới nha cô chú anh chị. Cửa gió nè, Camry rộng bền đẳng cấp, sang lắm, đi hoài nó vẫn như vậy hoài luôn á, giá trị nó không có bị mất đi nha cô chú anh chị, rất là sang. Đây, chỉnh điện nha, động cơ 2.0 thì thích hợp cho cô chú anh chị nào mà tìm một chiếc xe sang trọng đẳng cấp nè, mà lại muốn tiết kiệm nhiên liệu và động cơ thì lại ổn, chi phí vận hành xe thấp, đó, bền, mạnh mẽ, tiết kiệm. Mọi thứ đều có ở chiếc Camry 2.0e này nha cô chú anh chị. 2.0e 2018, 36.000 cây, 848 triệu. Xe này đã Maru xong, cô chú anh chị thấy cái khoang động cơ đẹp nè. Đó, đã được Maru theo gói làm đẹp độc quyền tại Toyota Tân Cảng Minh Dung. Thì tất cả xe bán ra thì đều sẽ được công nghệ Maruguri, công nghệ làm đẹp độc quyền, cấp giấy chứng nhận chất lượng không đâm đụng, không ngập nước. Và đối với xe Toyota mà đã hết bảo hành thì bình Dung sẽ gia hạn bảo hành 1 năm hoặc 20.000 cây đối với động cơ và hộp số để cô chú anh chị an tâm sử dụng nha. Đây cô chú anh chị, khu vực phía trước này là những xe đã Maru xong và có thể giao ngay. Cô chú anh chị cùng Dung xem qua nha. Đầu tiên là chiếc Innova E 2019. Xe này biển số tỉnh và đi 56.000 cây ở biển ở Kiên Giang, của cô chú anh chị khách hàng ở Kiên Giang để lại cho Dung nha. Xe trang bị đầy đủ phụ kiện luôn, phim, sàn, ghế da, camera hành trình đủ hết luôn. 56.000 cây, giá đang chào là 668 triệu, xe màu bạc. Chiếc này là Innova E 2019 màu trắng nè cô chú anh chị.
xe này đi 75.000 cây và giá đang chào chỉ có 657 triệu. Đó là mình sở hữu được Innova số sàn 2019 màu trắng này thì chuyên chạy dịch vụ nè, hoặc là có chú anh chị nào đi gia đình nhưng mà mình thích xe màu trắng thì vẫn ngon lành luôn. Hai xe chính hãng Toyota Tân Cảng nha. Còn đây là bốn chiếc xe sedan hạng sang nè của chú anh chị. Đầu tiên là chiếc Altis 1.8e đời 2020. 2020 là bản E nhưng mà đã được trang bị đầy đủ hết rồi nha. 24.000 cây, 697 triệu, biển số tỉnh, xe màu trắng, mới đi 24.000 cây thôi. Xe form dáng rất là đẹp luôn. Đó, quá hợp lý cho cô chú anh chị nào đang tìm một chiếc sedan ha, rộng rãi, bền bỉ mà lại đẹp, năng động nữa. Xe động cơ 1.8 nhưng mà rất là lanh nha. Kế bên là chiếc 1.8G 2017, xe này đi 75.000 cây thì giá đang chào là 606 triệu nha cô chú anh chị. Và tiếp theo là Camry 2.5Q 2019, xe màu đỏ, biển số tỉnh, xe này đi 39.000 cây, 1 tỷ 158 triệu, màu đỏ cực kỳ đẹp luôn. Form dáng thì của Camry thì sang đẹp khỏi phải bàn luôn cô chú anh chị. Tiếp theo cũng là Camry 2.5Q 2019, mình Dung đang có một cặp nha, cũng đi xem nhau rồi. Chiếc màu đen này thì đi 30.000 cây, biển thành phố Hồ Chí Minh, 1 tỷ 177 triệu. À, buổi chiều nay gió rất là lớn nên có clip có vấn đề, nếu mà có vấn đề về âm thanh hơi ồn thì mong cô chú anh chị thông cảm bỏ qua nha. Dung cũng mới vừa cảm hết cho nên là giọng cũng không có được tốt như mọi khi, thì cái gì mong cô chú anh chị thông cảm bỏ qua giúp Dung nha. Tiếp theo phía sau, hàng phía sau này, đây là chiếc Fortuner máy dầu số sàn 2017, xe này đi 96.000 cây, 888 triệu, biển số thành phố Hồ Chí Minh. Dung còn một chiếc Fortuner máy dầu số sàn 2019 màu trắng mới về, 54.000 cây, 988 triệu nha cô chú anh chị. Còn chiếc này cũng là Fortuner 2013 máy xăng một cầu số tự động, biển số tỉnh, 563 triệu, xe màu bạc. Máy xăng một cầu số tự động thì bên Dung đang có nhiều dễ lựa nha cô chú anh chị. Đây cũng là một mẫu Fortuner máy xăng một cầu số tự động 2016. Xe này màu nâu, đi 64.000 cây thôi, 846 triệu, 842 triệu, biển số tỉnh. Đó, mấy mẫu xe giao ngay. Chiếc này là bán rồi, hai chiếc này bán rồi. Và đây là một siêu phẩm hiện tại nè. Hai lút bán tải đỉnh cao của Toyota, và đây là bản cao cấp nhất nha, bản Avenger. Biển số thành phố Hồ Chí Minh. Xe này xe lướt luôn, 2021 mới đi 23.000 cây thôi, 1 tỷ 022 triệu, trang bị phụ kiện đầy đủ, xe giao ngay. Hiện tại hai lướt mới thì cô chú anh chị đặt xe không có nha. Đó, cho nên là xe đó qua sử dụng mà xe lướt đẹp như thế này thì quá là hiếm luôn. Cho nên là nếu mà đang có nhu cầu tìm một chiếc mà đa dụng, đẹp, bền, giữ giá ha, ổn định chất lượng thì khỏi phải bàn rồi, thì cô chú anh chị cân nhắc mẫu xe này thì gọi sớm giúp Dung nha. Còn đây là chiếc Innova G 2020. Và một cái điểm đặc biệt của cái xe này là đi rất là nhiều. 2020 mà đi là đã 115.000 cây, 765 triệu. Thì 115.000 cây là đã hết bảo hành chính hãng rồi. Thì cô chú anh chị mua tại đại lý bên Dung thì sẽ được gia hạn bảo hành, tức là được cái gói bảo hành mở rộng nha. Đó, của Toyota trên toàn quốc luôn. Cho nên là vẫn được bảo hành như xe mới nên mình hoàn toàn yên tâm. Còn về 110 mấy ngàn cây thì thật ra nói với động cơ Toyota thì nó không có xi nhê gì đâu nha cô chú anh chị, an tâm ha. Và còn đây là chiếc Camry siêu cọp luôn, 2015. Form này là 2015, nó sẽ có form hai form như thế này nè cô chú anh chị. Đó, cái này là form cũ ha, 2015. Nhìn form cũ rất là cứng cáp, rất là được lòng khách hàng luôn. Bên Dung mới vừa thu về, đang trong quá trình kiểm tra và chuẩn bị làm đẹp. Xe này thật sự rất là đẹp luôn, chỉ có chạy xước nhẹ một số điểm thì về bên Dung sẽ làm lại cho nó tươm tất cho quý vị nha. 2015 và giá đang chào là 755 triệu cho một siêu, gọi là siêu phẩm luôn á. Camry đẹp, bền, sang, đẳng cấp nữa. Đi rất là bền, rất là êm luôn. Động cơ 2.5, trang bị đầy đủ, ghế chỉnh điện. Rồi, xe này thì cửa nẻo là nguyên si, keo chỉ nguyên si hết nha. Bên Dung cam kết bằng văn bản là không đâm đụng, không ngập nước, và gia hạn bảo hành cho cô chú anh chị 1 năm hoặc 20.000 cây đối với động cơ và hộp số, để mình hoàn toàn yên tâm khi mua xe ở trong hãng. Đây quý vị thấy nó rất là rộng nha, siêu rộng luôn. Ghế da màu đen đục lỗ, mà đây chủ có để mấy cái miếng để lót cho nó sạch nữa nè, bọc
không có bọc trần, chỉ có trải sàn thôi. Và nhìn thanh lịch. Đó, vỏ cái này chủ mới thay vỏ nè quý vị, mới tinh nè. Xe này bên Dung làm đẹp lại, quý vị lấy về đi thôi, không tốn chi phí dọn dẹp gì thêm nha. Mua xe trong hãng, nguồn gốc lịch sử rõ ràng. Biển số 60, phía sau thì mình đã có 4 cảm biến rồi. Ông nè. Đó. 2015 tới bây giờ mà gầm đẹp len keng. Mới về chưa có dọn mà thấy là nó đã rất là đẹp rồi. Form xe thì rộng rãi khỏi phải bàn luôn, rộng nhất phân khúc 2.5Q 2015. Chưa đến 80.000 cây, 755 triệu, chính hãng Toyota Tân Cảng. Này, ghế chỉnh điện đủ hướng luôn nè. DVD. Quý vị nếu mà lấy xe này về thích để hoài cổ thì mình để như vậy, còn không thích thì lên hẳn cái đầu Android mới luôn. Đây dùng đề máy quý vị nghe nè. Đó. Ga lăng này là cái vô lăng này là nó sẽ nhớ được hai vị trí nha quý vị. Đó, nhớ được hai vị trí ghế. Thiện nghi lắm. Xe nổ máy nổ êm ru. 80.000 cây xin lỗi ha, do là mình Nhung chạy từ Đồng Nai về nó nhích lên á, chứ lúc mà xuống đem xe là chưa đến 80.000. Đây, 755 triệu quý vị thấy cái vô lăng nó tự thụt vô không? Đó, là nó nhớ vị trí á. Nhớ được hai vị trí ha. Xịn sò. Tiện nghi thì đầy đủ, xe thì đẹp, chính hãng, giá tốt 755 triệu. Xe này thì sẽ ưu đãi đặc biệt cho quý vị nào mà đổi xe. Nếu mà mình có xe đời thấp như Vios, đồ xe nhỏ nhỏ muốn đổi lên Camry sang xịn thì đây là một lựa chọn rất đáng để mình cân nhắc. Và nhớ gọi cho Dung để được ưu đãi về giá tốt nhất. Mình vừa xem qua kho xe bên Dung những một số mẫu xe đang có sẵn có thể giao ngay. Hiện tại thì quy trình Maru bên Dung cũng dọn cũng khá là nhanh. Cho nên là những xe mà mới về chưa có Maru xong thì cũng có giao cũng khá là nhanh. Nên cô chú anh chị nào muốn tìm xe mà giao liền, không muốn chờ đợi thì liên hệ để Dung hỗ trợ cho mình nha. Bên Dung đang rất là cần mua, xe đã qua sử dụng tất cả các hãng tại thành phố Hồ Chí Minh và tất cả các tỉnh. Định giá xe cũ miễn phí, thu mua tận nơi. Đó, bên Dung mua đứt bán đoạn. Thì cô chú anh chị bán xe cho bên Dung thì sẽ không có lo ngại mà rắc rối về sau, do bên Dung bán cho chủ xe sau này thì cũng là bán hợp đồng mua bán và về khách hàng sau này phải đóng thuế trước bạ rồi ra tên luôn, chứ không có bán ủy quyền, để tránh rủi ro rắc rối cho chủ trước. Nên là mình hoàn toàn yên tâm khi giao dịch với chính hãng nha. Cô chú anh chị nào có xe cần định giá thì nhớ liên hệ giúp Dung. Số điện thoại trên màn hình 0888224668. Còn bây giờ xin cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Và xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau. Xin cảm ơn.